Chào các em, chúng ta tiếp tục qua nick tiếp theo của khối 8 vòng 13. Trước khi giải cái bài này, thầy xin nhắc lại là thầy chuẩn bị mở khóa V83. Các em tham gia ngay để thi cấp huyện, cấp tỉnh sau Tết ha. Sau Tết sẽ diễn ra kỳ thi cấp huyện bảng A, cấp huyện bảng B rồi tới vùng tỉnh, nối tiếp nhau luôn. Thì đó là khóa học cuối cùng thầy dạy ở trong năm học này. Các em nên theo dõi và tham gia, đặc biệt là những em đã đậu cấp trường ha. Khóa học này thầy luyện rất kỹ, thầy dành rất nhiều thời gian tâm huyết cho nó. Hy vọng là sẽ giúp được các em nhiều trong quá trình thi huyện và thi tỉnh. Bây giờ ta tiếp tục đi tìm những câu khó để chúng ta giải. X bằng 3, Y sẽ bằng 2 nhân 3 là 6, Z thì bằng 3 nhân 6 là 18 ha. Vậy là 3 nè, cộng 6 nè, cộng 18. Rồi đem chia cho 3 bằng 9 nha. Đây, giá trị lớn nhất của đa thức này, giá trị lớn nhất của đa thức này sẽ là gì? Giờ thầy đặt cái đa thức đó là P đi, thì P sẽ bằng, sắp xếp lại nè, P là bằng trừ 2x mũ 2 cộng cho 4xy trừ 6y mũ 2 trừ 4y cộng 5. Giờ thầy muốn tìm giá trị lớn nhất của nó phải không? Vậy là thầy nhân nó cho 2 đi. 2p sẽ bằng cái này tất cả nhân cho 2 ha. Vậy đây sẽ bằng trừ 4 nè. Đây sẽ bằng 8. Đây sẽ bằng 12. Đây sẽ bằng 8. Và đây sẽ bằng 10. Trừ 4x mũ 2 thầy đẩy ra trước, cộng 8xy. Vậy cái này sẽ đi với cái gì để thành hàng đẳng thức, các em biết không? 4, rút 4 ra đi. Vậy là còn 2, như vậy là trừ y mũ 2, trừ 4 y mũ 2. Đúng không ta? Đúng luôn. Khi thầy rút trừ 4 ra thì nó vẫn còn lại trừ 8 y mũ 2 và trừ 8 y, trừ 8 y cộng 10. Như vậy là không ổn. À, cũng ổn kìa. Trừ 8y mũ 2 rút ra nhân đôi. Ổn. Mọi chuyện đều ổn. Coi có bằng như cũ không nè. Ba cái này thì nhóm lại, rút trừ ra ngoài thì ở đây là còn dấu trừ nè. Đây là dấu cộng. Rút 4 ra ngoài luôn đi. Vậy trong còn x mũ 2 trừ 2 cộng y bình phương, nhân lại vẫn bằng như cũ, trừ 12, rút đi là còn trừ 8 ha. Ở đây kem rút trừ 8 ra ngoài luôn. Vậy đây là còn cộng y thôi. Vậy đây là trừ cho 10/8. Nhưng lại có bằng như cũ không? Trừ 4x bình rồi, cộng 8xy, trừ 4y bình, trừ 8y bình, trừ 8y, cộng 10. Cái này thì bằng như cũ nè. Trừ 4, trừ 8, trừ 12, ok. 2 x 2 là 4, 4, 2, 8, 6, 2, 12. Rồi, ok.
chỗ này thầy sẽ để cho nó ra ngoài lại. Cộng 10 thì cho ra ngoài đi, khỏi liên quan ha. Rồi tiếp tục. Giờ đây sẽ bằng trừ 4 x trừ y tất cả bình. Đúng chưa? Còn này thầy sẽ cộng thêm 1/4 nữa để thành hàng hữu thức. Trừ đi 1/4 để bằng như cũ. Đó. Vậy tiếp tục nó sẽ bằng gì? 8 nhân cho trừ 1/4 là thầy cho ra ngoài. Là thành 8 nhân trừ 1/4 là thành trừ cộng 2 đúng không? Trừ 8 được cộng cho 2, đúng rồi. Đây, trừ 8 nhân cho cái này là vẫn còn nguyên nè. Rồi trừ 8 mà nhân cho trừ 1/4 là thành 2. Tới đây thì nó sẽ bằng y cộng cho 1/2 tất cả bình, rồi cộng cho 12. Đó. Như vậy là nhỏ hơn hoặc bằng 12. Cái này nhỏ bằng 12. Kiếm coi lại V81 nha. Như vậy là 2P có giá trị lớn nhất là bằng 12. Thế thì P có giá trị lớn nhất là bằng 6 ha. 6 đây. Câu hỏi số 3. Này N bằng 5 thì làm ở nít 1 rồi. Em quay lại coi. Cái này thì làm ở nít số 2 rồi các em nhé. Nó sẽ bằng 3/5. Câu hỏi tiếp theo. Nhân ra thôi. X nhân x là x mũ 2. Rồi x nhân 8 là 8x. A nhân x là x. Như vậy là rút x là nhân từ chung luôn. Thì còn 8 cộng cho A x. Là cộng cho A nhân 8 là 8A. Rồi đa thức này nó sẽ đồng nhất. Đồng nhất với lại đa thức bên kia. Tức là x mũ 2 cộng bx cộng 24. Nói nôm na là hai đa thức này nó bằng nhau đó mà. Như vậy x mũ 2 với x mũ 2 là què rồi. Vậy là 8 cộng A sẽ ứng với B, đúng không? Vậy ta có một hệ phương trình là 8 cộng A sẽ bằng B nhỏ. Rồi cái 8A này nè, nó sẽ đồng nhất với lại 24. Từ đây các em suy ra là A tìm ra trước, A sẽ bằng 3. Còn B sẽ bằng 8 cộng A tức là 11. 8 cộng 3 sẽ bằng B. A bằng 3. Còn B là bằng 11. Vậy là 11 cộng 3 là bằng 14. Câu số 6. Cái này thì các em lấy 60 trừ 25 chia cho 5. B sẽ bằng 7. Câu 7. X bình trừ y bình tức là x cộng y nhân x trừ y là 1 nhân 3 đó, là 3, 3 mũ 3 là bằng 27. Câu số 8. Số tự nhiên n nhỏ hơn 20 để cái này làm số chính phương. Các em dùng cái bài giảng số 4 của khóa học V81 chức năng cuối cùng á. Chức năng tính hàng loạt đó. Các em cho x nó chạy từ 1 từ 0 cho tới 20 ha. 0 cho tới 19. Rồi các em tính căn của cái biểu thức đó. Nó ra đẹp thì mình lấy. N bình. Cộng 4N. Tức là x bình cộng 1x. Cộng 2017. Rồi, cho n chạy từ 0 tới 19. Bước nhảy bằng 1. Không đẹp, không đẹp, không đẹp. Rồi, lúc n bằng 12 thì đẹp kìa.
thử máy nè. Lúc n bằng 12 thì 12 mũ 2 cộng cho 4 nhân 12 cộng 2017 là số 90. Nó sẽ bằng 47 mũ 2. Chúng ta kiếm thử lại đi. 12 mũ 2 nè cộng 4 nhân 12 nè cộng 2017 nè. Rồi lấy căn ra đúng 47 luôn, vậy n bằng 12. Coi lại khóa học V81 bài giảng cuối cùng các em nhé. 12 ha. Câu 9. Thế này bằng chia ra thôi. 1 cộng 11 cộng 111 bằng 123. Các em đăng ký ngay khóa V83 đi nhé. Đăng ký sớm cũng được, hoặc tới đó đăng ký cũng được, nhưng mà nhớ đăng ký. Cho tam giác PQT cân tại P. Cái này thầy giải ở nít 1 rồi các em nhé. PQT là cân tại P. R S nằm trên QT. QR bằng ST rồi. T bằng 62. Quy cũng bằng 62. RPS là góc ở giữa nhỏ nhỏ là 34. Như vậy góc QPR. Rồi, các em quay lại nít số 1. Bài này thì giảm kỹ lắm rồi. Các em lấy 180 độ trừ 62, trừ cho 62 nữa, trừ cho 34, rồi đem chia đôi 11 độ các em. QPR sẽ bằng 11 độ ha. Con mèo. Cái này thì x bằng 2. Ở nít số 2 thì giải rồi. 24 là 8, 22 là 4. Đúng luôn. Con gà. Giá trị của x nhỏ hơn 0 thỏa mãn 4 lần A bằng x trừ 1. Và các em rút gọn cái biểu thức A đã. Các em rút gọn biểu thức A cho thầy. A nó sẽ bằng mẫu chung là x mũ 3 trừ 1 nè. Vậy cái phân tích thứ nhất ta giữ nguyên tử, bởi vì mẫu nó bằng mẫu chung rồi. Rồi, cái phương thức thứ hai là x sẽ nhân với x trừ 1. Phương thức thứ ba là mẫu nó bằng 1 trừ x thì thầy đổi dấu là thành x trừ 1, đẩy dấu trừ lên trên là thành trừ 6 ha. Trừ 6 là phải nhân với bình phương thiếu của tổng x bình cộng x cộng 1. Đó, nó ra cái này nè. Rồi, bây giờ cái tử thì các em phá tung mặt ra, khai triển ra. Cộng x bình trừ x bình trừ x trừ 6 x bình trừ 6 x trừ 6 cuối cùng bằng gì? 6 x bình trừ 6 x bình là hết. Rồi 8x trừ x trừ 6x là còn 1x. Còn 7 trừ 6 là bằng 1. Vậy nó ra cái bình phương thiếu của tổng rút gọn với mẫu là còn lại là 1 trên x trừ 1 kìa. A nó còn là 1 trên trừ 1. Giờ theo đề người ta có gì? Ta có 4A bằng x trừ 1. 4A tức là 4 nhân cái này nè. 4 nhân cái này là bằng 4 trên x trừ 1 lại bằng x trừ 1 theo đề. Từ đây suy ra là x trừ 1 bình thì bằng 4. Từ đây suy ra là x trừ 1 nó sẽ bằng 2 hoặc là trừ 2. Nếu x trừ 1
m bằng 2 thì x sẽ bằng 3. Còn nếu x trừ 1 mà bằng trừ 2 thì x sẽ bằng trừ 1. Vậy đây chúng ta chọn cái x âm thì x sẽ lấy là x trừ 1. Con heo. Hình chữ nhật. Cái này thầy giải ở nít số 2 rồi. Nó bằng 2,4 các em nha. Chúng quay lại nít số 2 coi thầy giải ha. Tam giác ABC vuông tại A. Tam giác ABC vuông tại A. Tam giác vuông. AB bằng 5. ABC. AB bằng 5. BC bằng 13. Dùng định lý Pythagore các em sẽ tính ra AC bằng 12 thôi. Như vậy diện tích tam giác là 5 nhân 12 chia đôi là bằng 30. Tam giác vuông là diện tích bằng nửa tích hai cạnh góc vuông như nào. Con chó. Cho tam giác. Cái này thầy giải ở nít số 1 rồi. Các em quay lại nít số 1 coi cách giải ha. Còn giờ thầy quên đáp án rồi. Thầy giải ngoài nháp. ABC. Cạnh AB 39, AC cũng 39. Còn cạnh BC thì 30. Dựng tam giác đều là MBC. Như vậy diện tích tam giác AMB làm tròn tới hàng đơn vị hình như là 75. Em quay lại nít số 1 coi thầy giảng nha. Đúng đáp án 75 luôn. Rồi cái bài này chắc là khó khăn. Ta vẽ hình. Hình vuông. Hình vuông đâu rồi? Đây. Hình vuông có tên là ABCD. Diện tích biết rồi, 36. Vậy cạnh sẽ là 6 đó. Trên tí đối của tí AB. Vậy là bên này lấy ngược qua nè. Trên chi đối AB lấy M sao cho AM bằng DN. Chi đối của tia DC. Mày lấy qua bên trái. Lấy M sao cho AM bằng DN. Trên chi đối tia AB lấy M. Trên chi đối tia DC lấy M. AM bằng nửa thôi. Vậy bằng nửa này thôi. Đây cũng vậy. AM. Đây là M ha. N. AM bằng DN bằng nửa AB. Khi đó chu vi của hình chữ nhật MBCN trở về các em ơi. Diện tích của hình vuông này là 36. Như vậy cạnh này là bằng 6 nè. Cạnh này cũng bằng 6 luôn. Cạnh này bằng 6 luôn. Cạnh này 6 luôn ha. Còn AM thì bằng 3. Một nửa mà. Vậy chu vi sẽ là 9 cộng 6 nhân đôi. 9 cộng 6 15 nhân đôi là 30. Trời ơi. Con trâu. Một phương thức bằng 0 khi tử bằng 0. Như vậy là 2x trừ 1 bằng 0 x sẽ bằng 0,5. Phân số tối giản là 1 phần 2. 1 phần 2 nhân 2 là 1. 1 trừ 1 là bằng 0. Con dê.
bài này thầy đã giải ở nick số 2. Các em quay lại nick số 2 coi ha. Bài này sẽ đưa về giải một cái hệ phương trình là x cộng y bằng 80 và x cộng 2y bằng 100. Kết quả là x bằng 20, còn y bằng 60 các em. X bằng 20. Nếu thầy nhớ không làm x bằng 20. Y bằng 60. Đâu? 20 cộng 60 bằng 80. Không đúng rồi. Thì vẽ lại cái hình nha. Ở nick số 2 thầy giải rồi, kem quay lại coi ha. Tam giác ABD, phương giác AC, ABC thì bằng 2x, ADB thì bằng x, BAC là y, AC là 100, x cộng y thì bằng 80, đúng rồi. Rồi 2x cộng y thì bằng 100 mới đúng. Giờ x thì bằng 20, cộng y bằng 60, đúng rồi. Này lại dễ quá. Nó sẽ là x trừ 1, tất cả bình là 1 trừ 1 là 0, tất cả bình thì cũng bằng 0. Bài thi số 3, đừng để điểm rơi. Cái này thầy giải nick 1 rồi ha. Mình sẽ giải hệ phương trình các em. Hệ phương trình đó. Em là học khóa học V81 rồi thì mới giải được bài này. Còn chưa học thì chắc bó tay thôi các em. Mình giải nổi không? Ta có là 0A trừ 3B cộng 7C là bằng âm 10. Đây là A thường rồi, B thường đi, C thường, A. Rồi ở dưới là 0A cộng 1B trừ 2C bằng 3. Ở dưới nữa là A cộng 2B trừ 5C bằng 13. Rồi giải hệ phương trình các em. 0 nè, âm 3 nè, 7 nè, âm 10 nè. Không, âm 3, 7, âm 10. Không, 1, âm 2, 3. 1, 2, âm 5, 13. A bằng 6 em. A bằng 6, B bằng 1 và C bằng âm 1. Người ta bắt tìm A thôi, nhập 6 thôi. Hai x trừ 3 sẽ bằng 3. 3 bình thì bằng 9 đó mà. Vậy 2x sẽ bằng 6. Vậy x sẽ bằng 3 luôn. Bài dễ không? Câu khó khó xíu rồi. Cộng tử giữ mẫu thì nó sẽ ra là mẫu là 10 nè. Và tử là 3x trừ 2x là cộng x. 3y trừ y là thành 2y. Mà x cộng 2y thì đề cho rồi bằng 25 phần 10. Như vậy là bằng 5 phần 2. Chia 5 được 5, chia 5 được 2, 5 phần 2.
qua này, ta cũng đưa về giải hệ phương trình kia. Hệ phương trình bậc 2 ta dạy ở khóa V81 rồi nghe. Nó sẽ ra là gì? 2x trừ a bằng trừ 3, còn ở dưới là 5x trừ 4y bằng trừ 6. Giải hệ này các em sẽ tìm được x và y là -2, -1, -3, -5, -4, -6. X sẽ bằng trừ 2, còn y là -1. Thử lại, 2 nhân trừ 2 là trừ 4 cộng 3 đúng -1. Thử lại, 5 nhân trừ 2 là trừ 10 cộng 6 là bằng trừ 4. Chính xác, x bằng -2. Giá trị k không âm để fk bằng k. fk sẽ bằng k mũ 2 trừ 3k trừ 5. K mũ 2 trừ 3k trừ 5 đó là fk. Và theo đề thì fk bằng k. Vậy ta có công thức là gì? K mũ 2, K mũ 2 trừ 4K trừ cho 5 bằng 0. Rồi các em dùng kiến thức của khóa học V82 các em sẽ tìm được hai giá trị K ha. Còn nếu chưa học cách tìm nghiệm của đa thức bậc 2 ở khóa học V82 á, thì các em giải bằng tay như sau. Nó sẽ bằng trừ 5K cộng K trừ 5 bằng 0. Từ đây rút k ra làm những từ chung, ở trong còn k trừ 5, bên kia cũng còn k trừ 5 bằng 0. Đây là cộng, xin lỗi các em, rút k trừ 5 ra làm những từ chung, ở trong còn k cộng 1 bằng 0. Thì tới đây ta có là hai bài toán con k trừ 5 bằng 0 và k cộng 1 bằng 0. Vậy là k sẽ bằng 5 hoặc là k bằng âm 1. Người ta bảo giá trị k không âm mới lấy ha. Vậy k bằng 5 là ta lấy, trừ 1 ta bỏ, k bằng 5 kìa. Cái này thầy giải nít số 1 rồi ha. X bằng 50. Trở lại nít 1 coi đi. Cách giải rất kỹ luôn. Cho hình chữ nhật ABCD. Rồi, cái này ở nít 1 thì giải rồi. X sẽ bằng 30 nhân 5, 40 chia 50 bằng 24 ấy. Quay lại nít 1 coi cách giải nha. Rồi, bây giờ bài này thầy cũng giải nít 1 rồi nhưng mà giải chưa kỹ, bởi vì cuối giờ, cho nên bây giờ thầy sẽ tranh thủ thầy giải kỹ nè. 17/3 các em chia ra nó sẽ được là 5 cộng 2/3. Đó, số 5 thầy để nguyên, 2/3 thì đổi thành 1/3/2 thì nó sẽ bằng 2/3 thôi. 1 chia 3/2 nhân nghịch đảo nó bằng vậy thôi. 5 cộng cho 1/3/2 thì tách ra thành 1 cộng 1/2. Đó, và cái này nó sẽ đồng nhất với lại cái đề. 5 là đổi thành m này, 1 đổi thành n này, còn 2 chính là p phở. Đó, vậy m là 5, còn n là 1, còn p là 2. Ở đây người ta hỏi n thì mình trả lời 1 ha. Ui chà, ghê sợ quá.
sợ quá sợ quá. Đừng lo, một phần x cộng một phần y cộng một phần z bằng không. Nếu các em dùng kỹ thuật trong các cái khóa học V81, V82 thầy đã dạy thì bài này các em làm ra nhanh lắm nha. Đó. Còn bây giờ thầy có rất nhiều thời gian, thầy sẽ dùng biến đổi toán học để giải quyết bài này. Bây giờ trước hết là thầy chứng minh A cộng B cộng C bằng 0 á, thì suy ra là A cộng B sẽ bằng trừ C, rồi mũ 2 vế lên, mũ 3 2 vế lên, A cộng B tất cả mũ 3 sẽ bằng trừ C tất cả mũ 3. Mà trừ C tất cả mũ 3 thì sẽ bằng trừ C mũ 3 thôi. Đó. Từ đây thì suy ra tiếp, A cộng B tất cả mũ 3 thì bằng A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng 3AB nhân cho A cộng B, đó là vế trái, vế phải giữ nguyên. Tiếp tục, công thức này thầy sẽ đổi mới tiếp. A cộng B là hóa thành trừ C nè. Đó. Tiếp tục, A mũ 3 cộng B mũ 3. Bây giờ thầy giao hoán ha. Thầy đổi chỗ, trừ C mũ 3 thầy đem qua bên trái, đổi dấu sẽ thành C mũ 3. Còn cái 3AB nhân cho trừ C là thành trừ 3ABC, thầy đem qua bên phải là thành 3ABC. Như vậy, thầy có một bài toán là A cộng B cộng C bằng 0, thì cuối cùng dẫn tới cái này. A mũ 3 cộng B mũ 3 cộng C mũ 3 thì bằng 3 lần ABC. Giờ áp dụng. Áp dụng bài toán thầy vừa chứng minh. Thì thầy có gì? 1 trên X cộng 1 trên Y cộng 1 trên Z bằng 0. Thì cũng giống như là A cộng B cộng C bằng 0 nè. 1 phần X là A, 1 phần Y là B, còn 1 phần Z là C. Thì áp dụng bài toán trên là cuối cùng nó ra cái này. Đó. Nhưng mà A của thầy á, là sẽ là 1 trên X. Đó. Còn B của thầy á, là 1 trên Y. Còn C của thầy sẽ là 1 trên 1 trên Z. Còn bên này là 1 trên X nhưng 1 trên Y, 1 trên Z là thành 1 trên X, Y, Z luôn. Đó. Hay nói cách khác là gì? 1 trên X mũ 3 cộng cho 1 trên Y mũ 3 cộng cho 1 trên Z mũ 3 là bằng 3 trên X, Y, Z. Đó. Bây giờ biểu thức ta cần tính là K nè. K nó bằng cái gì? X, Y chia Z mũ 3, xin lỗi, Z bình cộng cho Y, Z trên X bình và cộng cho Z, X trên Y mũ 2 và trừ cho 2 và tất cả mũ 2017 nè. Dễ sợ không? Đừng lo nha. Giờ cái phân thức X, Y phần Z bình này, thầy nhân cả tử và mẫu từ Z, vậy là thành x, y, z trên z mũ 3. Cái phân thức thứ hai thì thầy nhân cả tử và mẫu cho x, thì ở mẫu thành x mũ 3. Phân thức thứ ba này thì thầy nhân cho y, ở dưới thành y mũ 3 ha. Y mũ 3. Tiếp tục thì ở ba cái này thầy sẽ rút x, y, z ra làm những từ chung. Vậy ở trong ngoặc nó còn lại là 1 trên x mũ 3 cộng cho 1 trên z mũ 3 cộng cho 1 trên x mũ 3 cộng 1 trên y mũ 3. Rồi trừ 2 thì vẫn để chờ đợi. Ở ngoài là mũ 2017. Giờ nó bằng tiếp cái gì? Và nếu các em để ý kỹ nè, thì cái 1 phần z mũ 3 cộng 1 phần x mũ 3 cộng 1 phần y mũ 3 là bằng 3 trên x, y, z. Chỗ này nó sẽ bằng 3 trên x, y, z.
theo cái bài toán phụ trên này thầy đã chứng minh xong rồi nè. Đây nè. Đó. Vậy cuối cùng nó bằng cái gì? X y giá rút y giá là hết, còn 3 trừ 2 là bằng 1. 1 mũ 2 không 17 thì nó cũng bằng 1 thôi. Đó, kết quả sẽ bằng 1. Xong bài toán. Ồ, vẫn còn à, vẫn còn đề à. Nhiều vậy. Rồi, nếu x và y là hai số tự nhiên liên tiếp và y bình trừ x bình lớn 20 thì giá trị nhỏ nhất của biểu thức x bình cộng y bình, vậy ta mò thôi. Giờ cái mò các số liên tiếp nè, 2 với 1 thôi. 2 bình trừ 1 bình là chưa có lớn 20. 3 với 2 coi. 3 bình trừ 2 bình là chưa có lớn hơn đúng không? Chưa có lớn 20. Cứ mò như thế cho tới 10 bình. Trừ cho 9 bình ra. Là mới có bằng 19 à. Chưa có lớn 20 kìa. 10 bình trừ 9 bình. À. 10 bình trừ 9 bình là bằng 19. Như vậy là chưa có lớn 20. Vậy qua 11 bình trừ 10 bình chắc có lẽ lớn hơn. Thử coi, 11 bình trừ 10 bình thì bằng 21, lớn hơn rồi. Vậy 11 và 10 là hai số tự nhiên liên tiếp đầu tiên mà thỏa là y bình trừ x bình lớn 20. Thì lúc đó là giá trị nhỏ nhất đó. 11 bình cộng cho 10 bình chính là đáp án. 11 bình cộng 10 bình là bằng 221. Như vậy ta đã giải xong nít số 3. Hẹn gặp lại các em ở nít số 4. Các em nhớ đăng ký V83 ngay đi để thi vòng huyện vòng tỉnh cho ok ha. Chào tạm biệt các em.